Câu hỏi: việc nuôi chim cảnh, cá cảnh có bị xem là nghiệp giam cầm chúng sinh hay không? Quả báo của nghiệp này như thế nào? Cô Phạm Thị Yến trả lời: khi tư duy về một sự, chúng ta nên tư duy thấu đáo cả về tâm, người làm và tướng sự việc. 1. Nuôi chim. Tâm người nuôi, nếu người nuôi xuất phát từ việc để làm niềm vui cho mình, tự mình vui và có người đến khen, lời khen đó cũng là niềm vui cho mình. Hoặc có người nuôi vì mục đích cho mọi người xem để kiếm tiền, thì những người nuôi chim đều là đang nuôi lớn tâm ích kỷ, dễ hướng tới làm các việc do bị kích động bởi lời khen, bởi tiền bạc mà xa rời mất lý trí. Nuôi chăm sóc để bảo tồn các loài chim thú khỏi sự diệt chủng, nuôi để cứu chúng, thì người nuôi sẽ có quả báo tốt lành, luôn được giúp đỡ và được chăm sóc phát huy tài năng. Sự tướng: loài chim phạm vi sống rộng lớn, chúng thích thú với sự sạc cánh bay, chuyền cành, sống có đôi, có đàn, sinh sản, vân vân. Khi chú chim bị nuôi trong lòng, tuy nó được ăn uống đầy đủ, nhưng nó bị hạn chế về phạm vi môi trường sống và mất hết đi những sở thích của nó. Khi ở trong lòng, nó luôn hướng tới bầu trời ngoài kia, vì nó nhìn thấy các chú chim khác đang tự do bay lượn. Nó luôn trong tình trạng thèm khát được như các chú chim trời. Nên ta quan sát thấy những chú chim bị nhốt, có lúc nó bay nhảy lung tung trong chiếc lồng và kêu liên hồi. Việc nuôi chim tuy chưa phải là nhân chính, nhưng cũng góp phần tạo nghiệp để có thể dẫn đến quả báo trong các kiếp sau là được ăn uống như bị cấm chế các mối quan hệ và không được phát triển tài năng của mình, không được làm những việc mà mình ưa thích trong khi mình có khả năng làm. Lộ trình diễn tiến của sự việc có thể là xuất phát từ tâm ích kỷ, từ sự kích động bản ngã mà làm các việc, để dẫn đến kết quả là mình sẽ có cuộc sống, có hoàn cảnh là vẫn được ăn uống nhưng bị cấm chế các mối quan hệ và không được phát triển tài năng của mình, không được làm những việc mà mình ưa thích trong khi mình có khả năng làm được. 2. Nuôi cá. Tâm người nuôi. Nếu người nuôi với mục đích mua vui cho mình, nuôi để được khen, mục đích khiến mọi người vui với mục đích kiếm tiền, đây là tâm ích kỷ, dễ hướng tới làm các việc do bị kích động bởi lời khen, bởi tiền bạc, xa rời mất lý trí. Nếu người nuôi với mục đích giống như ở chùa, tạo thành ao hồ, thác suối để chỗ cho mọi người phóng sinh, cho mọi người có cảm giác an lành khi thấy cả đàn cá bơi trong ao hồ, thác suối, vân vân, thì việc nuôi này sẽ sinh được phúc lành. Sự tướng: loài cá tự sinh sôi trong môi trường sông, biển, ao, hồ, khe, suối, vân vân, sống cùng các loài khác hoặc sống theo đàn, sinh sản đúng theo đặc tính của chúng. Nếu người nuôi cá cảnh mà đáp ứng được cho chúng sống theo đàn, được bơi lội thỏa thích, được sinh sản theo đặc tính riêng của chúng và cho chúng ăn thì được quả báo tốt lành. Nếu người nuôi chúng mà không đáp ứng được như vậy thì cũng có kết quả tương ương theo nhân quả, cho các kiếp sau bị hạn chế về chỗ ở, tương tác giao tiếp quan hệ, con cái sở thích khó được đáp ứng. Các quý sư vẫn khuyên chúng ta không nên nuôi chim lồng, cá chậu, môi trường sống bị hạn chế so với loài của chúng. Qua sự phân tích trên, khi đánh giá một sự việc, ta đánh giá về tâm. Nếu thấy người làm lên sự việc đó xuất phát từ tâm tốt lành và sự việc đó đem lại lợi ích cho các đối tượng liên quan tới sự việc đó, thì người đó được đánh giá là người tốt trong sự việc này và sự việc này là việc tốt. Đủ hai yếu tố tốt đó thì quả báo sẽ tốt lành.